mình sẽ sử dụng giấy bìa để làm đồ chơi cho em bé. Mình sẽ làm một cái vòng đu quay nha các bạn, vẽ ngôi sao 8 cánh. Mình sẽ cắt rời nó ra, cắt thêm một cái đế hình tròn nữa, cắt một cái lõi giấy để mình làm cái trục ha. Dùng mấy cái nắp chai nhựa nè, cái motor giảm tốc, ở có cái trục dài, sẽ gắn cái motor vô trong cái giấy bìa. Mình cố định nó lại, sẽ nối dây điện cho cái motor. Mình cho dây điện vào trong cái lõi giấy. Dán vào trong cái đế. Sử dụng cái nguồn pin 9V. Gắn thêm cái bóng đèn led nhỏ nữa cho nó đẹp nữa. Con ké. Rồi rất cạch.